Rồi bây giờ mình làm như thế nào? Thầy sẽ vẽ ra cái. A B C D. A phải, B phải, C phải, D phải. Y là tâm hình bình hành, đây là Y. O là tâm của này. Ủa, Y là tâm này chứ. Này là Y phải. Hàng này nó lại ra là O. Đó. Thế thì bây giờ nó nói là đặt những cái vector này U, V, X. Nghĩ ra được cái gì? Bây giờ em phải để ý cái nha. Nó tính vector OI đúng không? Vậy bây giờ em nhìn vector OI giùm thầy thôi. Vector OI nó sẽ có những cái đường chéo như thế này nè. OA với OC nhìn được không? Hiểu không? Vector OI sẽ là bằng 1 phần 2 OA cộng 1 phần 2 OC. Theo kịp không? Rồi chưa? Mà bây giờ nó kêu phân tích vector OA theo vector AC phải. Thấy cái AC phải không? Đi ngược lên không? Mà gấp đôi nữa mà ngược chiều hay cùng chiều? Ngược chiều, vậy là có dấu trừ. Vậy là bằng 1 phần 2 nhân cho trừ 1 phần 2 AC phải. Còn này cũng tương tự. OC là trừ 1 phần 2 CA phải. Quá hợp lý luôn, CA phải nè đúng không? Vậy nó sẽ là trừ 1 phần 4 U trừ 1 phần 4 V. Ok. Vậy giờ cũng vector OI em cũng sẽ nhìn nó như góc độ OB với O gì? OD, nhìn theo OB, OD không? Rồi chưa? Vector OI nó là 1 phần 2 OB cộng 1 phần 2 OD. Đó. 1 phần 2 OB cộng 1 phần 2 ô gì? OD. Như là bằng trừ 1 phần 4 AX. Nghĩ gì nữa? Trừ 1 phần 4 Y. Có bài nào khó hiểu không? Rồi em cộng hai vế của phương trình này lại. Như vậy vector OI cộng vector OI ra gì? Hai lần vector OI nó sẽ bằng trừ 1 phần 4 của U cộng V cộng X cộng Y. Xong. Đi em. Được à? Có bạn nào cũng đặt câu hỏi không? Hình như trong chapter thầy đã từng giảng bài này rồi. Có thực sự muốn nhìn trên hình không gian 3 chiều không? Thôi, không gì.